Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á mình quay cho bà con xem về cái vườn của anh Nhơn ở Đắk Nông. Thì với mô hình trồng bơ của anh á, thì hiện tại thì mình đến thăm vườn, thì công tác thăm vườn thì cái vườn của anh rơi vào tình trạng đó là bộ xích cái chích toàn bộ hình những ngọn cây bơ. Thì qua clip này mình sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân, cụ thể là vườn của anh Nhơn á. Thứ nhất là vừa tạo tán và vừa lòi bỏ, cắt bỏ toàn bộ những cái ngọn mà bị bộ xích cái chích á. Thì cái này mình khuyên, đây là đối với cái vườn của bà con nông dân bị bộ xích chích, nên mình sẽ hướng dẫn làm cái cách làm cành tạo tán theo hướng bị bộ xích chích, thì nó sẽ rất là nặng tay và nói chung làm rất là mạnh so với cái tán bơ của bà con 1 năm 2 năm sẽ là bình thường. Thì với vườn bơ này của anh Nhân đã là 3 năm rồi nhưng mà cây rất là chậm phát triển, thì khi ra những cái cơ đọt này á, toàn bộ bị chích thúc hết. Thì qua clip này mình quay cũng rất là chi tiết và cụ thể để con xem về một số bà con chúng ta hay rơi vào tình trạng mà bơ chúng ta bị bộ xích chích á, thì con có thể đưa ra những phương án và giải pháp riêng của mình để phòng chống cái con trùng chích thúc này. Thì hầu như tất cả các vườn bơ bà con nông dân chúng ta đều bị cái phương án này, nên qua đó mình khuyên bà con á, khi mà rơi vào cái tình trạng này á, thì bà con nên phòng phun thuốc trừ sâu những cái loại chuyên đặc trị bộ xích xua đuổi á, để cho tránh tình trạng tới chích bơ của chúng ta. Thì clip này mình quay rất là chi tiết nên bà con cứ xem và đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video ở bên mình. Xin cảm ơn bà con. Anh lấy cái cưa, anh cưa luôn cây đi, cưa luôn nhỉ. Mọi cưa ra, anh cưa thôi. Cưa bớt đi, chẳng xét luôn, anh cưa xét luôn. Rồi. Này mai mốt là tán nó đua ngang hết. Dạ. Tán bằng chứ không có đi cho ca. Vì mình trồng rạch luôn nên mình không cần. Rồi, cắt xét luôn, đúng rồi. Rồi. Ngay đó anh bấm ngay cành này đi. Ngay cành đó, đúng rồi. Như cái thế này anh nhìn nè. Như cái cành này. Nếu giờ muốn lấy cành này thì buộc phải bỏ cành này. Nếu lấy này thì bỏ cành này đi. Bỏ nó đi, đúng rồi. Bỏ cành dưới to. Rồi, cành này sẽ lên. Dưới cây to này nó cứ thiêu lắm rồi nè. Cái này anh bấm cái ngọn này đi, bấm ngay ngọn đó luôn, đúng rồi. Anh để cái cành ngay này đúng. Thì vì sao anh bấm cái này á, là cái này sẽ ra bây giờ. Nó sẽ ra luôn, cái này sẽ đùng đọt ra rồi. Thì anh bấm ngay này đi. Những cành chim ở dưới anh bấm luôn. Vì mình không có làm ho nên mình bấm bỏ hết. Cho dinh dưỡng tập trung để ra đọt mới. Rồi mấy cành chát bắt anh bấm bỏ đi. Vì điều này anh bấm bỏ rồi. Thì cái ra anh bấm bằng ngay ra trên để cho ra đọc cơ đọc mới, đúng rồi. Một số không bị giờ chỉ có tạo thôi, đâu có phải bấm. Dạ, một số mà không bị. Nhưng những cây tơ kia thì mình chỉ tạo tán thôi, mình không còn bấm mạnh. Chỉ tơ thôi. Không bấm này. Không có bấm mạnh. Tía, cây nào ấy thì tía ra, tía cành đúng không? Cây nào tía cho nó phá ba cái tâm rồi. Dạ. Tí em chú hướng dẫn này sau nó phá kinh hồn đây nè. Chứ không là giờ này nó cái này nó to. Cái này nó to ừ. Lắm nè. Dạ, nó em biết mà. Cả một mùa đây nó phá mấy đợt rồi chứ không phải là mấy đợt này nữa. Ra được rồi. Ra cánh. Mình khi mà già là anh không cần phun nữa. Mình chỉ khó hai bữa đó, hai cái đợt ho đó thôi. Như cành này bấm bỏ luôn không được rồi. Rồi. Cắt ngọn này được rồi. Cắt luôn, cắt bỏ luôn, cắt chấp luôn. Như cái đó bây giờ anh nhìn nè, nếu mà anh thấy cái tàn mình đều ngay đây nè, bấm ngay đây luôn, anh nhìn cái hướng xung quanh nè, để sau này anh bấm nó đều là để nó ra một lúc luôn rồi, để cho đều tán trải đều luôn. Rồi như cái cành đây là anh chỉ sơ bấm sơ cái ngọn này thôi nha. Rồi, cứ bấm luôn anh nè. Cái này tỉa luôn trong tháng luôn, tỉa luôn ra lại nè, hư hết luôn. Chị ở dưới đây nè. Chị cái cành em đang cầm luôn. Nhưng mình khô lại. Đi sang bên này nè. Anh xem nè, anh nhìn nè. Sang bên này. Đó, như thế nè, anh xem. Bấm luôn. Này, bấm cái này đi.
Giờ chủ yếu chỗ đây này, chỗ đây giờ em thấy nó rậm rì em biết nè. Rất là rậm. Bấm sát đó. Bấm dưới luôn nè. Không không bấm ngay đây luôn nè. Thì có cành dưới là rồi. Đó. Đây thì bấm ngay đây. Nhánh này bấm ngay đây, bấm ngay đó đúng rồi. Bấm luôn nó nhỏ. Ờ anh xin lại chỗ đây này, anh làm chỗ đây nó bị còn khuyết nè. Nếu nhánh đây không cần thiết mình bấm bỏ luôn. Bỏ luôn. Cưa bỏ luôn. Đó. Đó rồi anh ra anh nhìn nè. Nhìn giờ còn này bị chỏm nè, nhưng bị chích hết rồi thôi mình bấm bỏ luôn đi. Nếu vậy anh chưa bấm sơ những cái này. Bấm ngay cái nước này luôn nè. Cắt xong rồi bắt đầu lại nhìn lại thế nào không ngắt rồi. Cái cành này chết rồi nè, bỏ luôn. Rồi cái này bấm cái này cho tức rồi ra. Đúng rồi. Cái này chết rồi bỏ luôn. Như cái này chết rồi nè, anh bấm bỏ ngọn luôn. Đúng rồi. Đó. Chích là anh cứ cắt. Như anh nó cắt xong anh xem nó còn một số cành như thế nào là anh cắt này. Cái cành này thòng đất anh phải cắt này. Có như này thòng đất anh cắt bỏ đi. Cố gắng là một cây bình quân 5 phút. Đúng không? Tỉa cây 5 phút được cái gì? Không, anh quen không tới đâu. 3 phút hết rồi. Rồi giờ anh cái này anh tự tạo đi. Rồi em nhìn rồi em sẽ nói. 4 phút. Nhìn dài rất là sót, nhưng em dám đảm bảo là sau 2 đến 3 tháng phục hồi rất là nhanh. Mờ anh đã cưa xong mà trong này không có bệnh nữa đâu nha. Chứ bây giờ nó cắn hết rồi. Đó, rồi anh qua cái này anh làm em cái. Cái này. Mấy như cây này này, cây này tỉa ấy thì sao nó không bị chết thì tỉa sao làm cây này đi. Rồi anh qua làm cái kia rồi em chỉ luôn. Bây giờ cái ngọn nó không đều đúng không? Anh nhìn nè, thấy ngọn nó không đều đúng không? Đó, tán nó chưa đều. Anh canh nè, ví dụ tán chưa đều là mình bấm ngay đây đi. Bấm ngay đó. Vì chưa đều tán mà. Rồi cái ngọn đó mình bấm luôn. Sơ cho đều tán. Rồi, cái này phải cưa à? Cưa, sẽ cưa. Cưa ngay nhánh này cho em. Nghe nhánh này nè. Vì ở trên bị chết hết rồi. Cứ xé đúng rồi. Cứ xé. Đó. Mấy lần này bị chết rồi. Em bấm nhỏ này nè. Nghe được xíu thôi. Rồi. Tào tán luôn đó. Tào tán luôn. Mình tào tán là sau này năm 34 mình không có làm bao nhiêu đâu. Khỏe lắm. Mình dễ. Cứ giờ ra cái nào thấy đó là mình bấm thôi. Còn đây mình tào tán là quan trọng hết. Còn những năm sau mình không cần phải làm nữa. Rồi anh nhìn nè. Như cái này nè. Bấm luôn ngay vô đây đi. Đó. Mấy cái sáp này cưa rồi nè. Dạ, sát cưa luôn. Như cái cành này là anh bấm được rồi. Rồi. Như giờ bắt đầu anh nhìn cái đấy cái cành này em nha. Chỉ ra cũng những cành này chết hết nè, thấy không? Cái cành này. Mình cắt bỏ đi. Đó, như hướng kia không có. Ừ, hay bỏ trong đây. Đúng rồi, bỏ. Cứ tạo cái tán còn ở trong nó dọn theo. Như cái này nó để dành thì có thể nó ra vài cành bông. Như cái này anh cắt được kia mà. Chắc luôn. Cái này anh chắc ngay đây. Rồi. Còn chỗ này thì ra đẹp thì mình bấm ngay chỗ này. Trên này trước. Đây, ngay đây. Không, anh biết không? Vì trên này nó không ra nè, không đụng nè. Nó xây dựng không đụng nè. Mấy anh tâm bấm đi. Này, đặt tốt đi. Ta bấm ngay ra kia. Đó. Tán vô đều rồi đó. Được chưa? Đây là. Mình vô vườn trong luôn. Bấm luôn cái đó. Bên trên. Đúng rồi. Rồi, bấm ngay ra đi. Rồi.
Cái nhỏ này hả? Thôi em sơ thôi ăn được rồi. Cái còn cái cành này thôi nè. Bấm luôn rồi. Rồi. Vươn ra thôi. Nó hư giờ này nó bự rồi, cao quá. Năm nay nó hư hai lần luôn. Như cây nhỏ này em nói nè, nhìn sơ qua là thấy những cái cành mà xè này đó, mình cứ bỏ đi. Vì em chắc chắn khi mua khoảng gỡ 2 tháng nữa ra cái đai xè này luôn. Mình cứ bỏ nhánh này đi. Cái này bị chích hết luôn rồi. Đang chích này, dạ. Nó héo rồi đó. Mình cứ luôn. Sát luôn nha. Sát lại khỏi mấy công xong này nước trồi á. Rồi, anh nhìn đây. Cành nó cắt luôn, cành giữa cắt luôn, cắt luôn, cắt luôn cành giữa sát sát luôn đúng rồi. Đó. Rồi này, bây giờ anh nhìn này, đều hết rồi này, mấy cái thế này đều hết rồi này. Giờ anh đang xem những ngọn nào, ví dụ như cái nào chết hết rồi này, chết hết thì mình nhắm ngay đây mình bấm luôn. Nếu chưa chết thì nó khác, còn đã chết thì mình bấm đó. Bây giờ nếu xè vô đúng không, hai nhánh này mình bỏ đi. Cái lúc mà nó nứt đọt ra mà nó ra mà non như thế này là phải rồi. Thịt trước chắc thịt rồi đấy, nó còn bị đấy. Mới chịu một chút thịt rồi. Như đây thì anh tỉ sơ trong đi. Sắp tới họ thì làm sao cho nó khỏi bị. Cái đợt này mình tía mình ấy, lúc nào mà đâm chồi ra thì làm sao cho nó thông. Rồi em sẽ gửi cái thuốc đặc trị lên chứ cái treo mới đỡ được. Cái thông nó lên đẹp phát rồi, nó bị phát rồi. Trong cái cây này ấy nha, trong cây này dạ. Ra, trong... Đây, đây rồi. Vậy tí ở đây làm cái cây này đi. Cái này anh bỏ luôn đi, bỏ luôn đi. Bỏ luôn đi. Xong rồi, tí anh, có còn dao, còn chéo không? Đây, xong rồi ra đây. Thì, anh cứ đi vô đúng đi. Chú công hay là như thế nào, nghe chiều nay bắt đầu tiến hay nghe. Dạ, dạ, dạ. Rồi, cái cành đây này anh thấy nè. Giờ đại số bị chết hết đúng không? Bấm luôn cái này đi. Bấm cho ra là cây đọt mới. Nó sẽ ra. Cứ để 3 tháng nữa sẽ lên hết. Nó sẽ vươn ra ở trong tự động của gặm mà. Giờ có chú Hược đã làm tí luôn. Ui giời rắm. Chú Hược tía đó mà không cho tía. Nó cũng chết như này nhiều lắm rồi. Rồi ra. Không cho tía à? Ông thì thằng Vân nó tía ông la. Cái đàn bấm luôn, bấm ngọn chính lên. Cầm lâu lên một tay mà tỉa thấy nó biết gì tỉa. Đây. Bây giờ có mình hư cái tỉa. Không hư người ta cũng tỉa. Không hư cũng tỉa mà. Không hư. Đây, cái cành này anh tỉa lại đi em sơ. Bấm ngọn chính lên. Rồi cành này để vô cũng được. Để trong trống để vô cũng được. Nhánh này là, giờ này vớn ra đúng không? Bấm cái này đi. Rồi anh xem dưới đây này, anh nhìn nè, dưới đây rất rộng á. Cái cành đây có thể cắt bỏ luôn. Cắt bỏ luôn đi. Rồi bấm lại cái cành này nữa là xong rồi đó. Rồi nó sẽ ra đều hết luôn á. Bấm sát luôn, đúng rồi. Bấm ngay đây chị. Ngay chỗ đây rồi, không có cái chỗ đang ra đó. Nhanh thì năm nay sẽ có một số cây cho bó cho anh á. Ừ. Nếu mà bón phân cho phun thuốc kịp á. Rồi. Cái đây này chích hết rồi này. Bấm sơ ở đây nữa thôi. Sơ cái ngọn. Ngọn này cũng chích rồi, bấm rồi. Rồi được rồi. Ngọn này ngọn này chích rồi, ngọn này chích bấm rồi. Bấm ra cái ngọn mới. Đó là đều, anh thấy đều không? Tròn hết á. Rồi những cái cây này anh để ý nè. Con này sẽ ra hết á. Hồi ra em anh xuống đám dưới. Đây. Anh rõ chưa hả? Rồi. Đi vô cái đám trong nhiều hơn. Nhưng mà đất nó không bằng. Mình trồng do cái đám trong hấp mô. Đó, anh nhìn những cây em làm rất là kỹ nhưng mà nhìn con mắt bao nhiêu lá đó. Vẫn còn nguyên nè. Vẫn còn nguyên hết á. Nhưng mà nó đều lại thôi. Đấy, cứ ấy, làm cho kỹ. Anh có cái chất đất. Rồi.